Tuấn Dương xin chào quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay của Tuấn Dương. Hôm nay Tuấn Dương đã đến thăm nhà em Quang và hôm nay đang là sáng Chủ Nhật. Thì phía đằng trước đó là bà xã của em Quang đang phơi quần áo. Đây cái chỗ của nhà em Quang là cái một cái con hẻm đi sâu vào trong đình Nghi Xuân. Căn nhà này thì cũng đã xây dựng từ lâu, nó khá là cũ và nát rồi. Thì em Quang cho biết là sau khi mà được các cô bác anh chị giúp đỡ thì em đã mua mái tôn để thay thế cái tôn cũ để cho nó đỡ dột vào trong nhà, ngoài ra thì cũng có sửa cái phần mấy cái cánh cửa phía đằng trước để ngăn chống muỗi. Nhưng mà có lẽ là do ba em mất nên là phải ngừng lại, chưa có thi công được. Thì hôm nay thì Tuấn Dương mang cái món quà của cô và chú Tâm Nhung tới để trao cho mẹ em Quang. Đây, chắc bà đang thắp nhang cho ông đây. Đây, bà. Rồi, Tuấn Dương xin chào quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Và chào chào bà và chào em Quang. Bà tên gì em nhỉ? Dạ, mẹ em tên Mùi. Mùi nhỉ? Bà tên bà Mùi đúng không? Dạ. Dạ vâng. Bà năm nay nhiêu tuổi bà nhỉ? 68. 68? 68. Vâng. Bà ấy thì đợt vừa rồi cũng quay một số clip về em Quang đó. Thì hôm cách đây gần đây nhất thì có một cô ở nước ngoài mới về. Cô chú có nhờ con là tới trước tiên là chia buồn với gia đình nhà mình. Cô chú tên là chú Tâm và cô Nhung. Sau đó thì cô chú có nhờ con là gửi biếu bà số tiền là 4.600.000. Đấy. Còn tiền đô mà con đổi ra được thì để bà gửi để biếu bà. Đây để con đếm nha. 1, 2, 3, 4. Đây, bà đếm giùm con này. Đây, bà đếm nhỉ. Dạ, trước hết mình cảm ơn. Rồi, từ từ cho bà đếm tiền đã. Bà đếm xem đó là nhiêu tiền. À, 4.600.000 đồng. 4.600.000 đúng không? Dạ vâng. Rồi và đó thì cái đây là món quà của chú Tâm với cô Nhung. Dạ. Gửi tặng. À, bà thì cảm ơn là chú Tâm với cô Nhung nhiều. Vâng. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn anh nhiều. Dạ. Bà nói cảm ơn bằng tiếng Hoa thế nào? Tiếng Hoa. Tôi chị xúc nhớ bà. Tôi chị xúc là chú. Tối chị anh tính nhìn. Dạ rồi, cảm ơn bà. Rồi bà cất tiền rồi đi. Thì bà nói năm nay bà bao nhiêu tuổi bằng tiếng Hoa nào? Tiếng Hoa à? Bà bây giờ khoan nhá, bà giới thiệu tên bà này, bao nhiêu tuổi này, ở đâu và bằng tiếng Hoa. Bà hả? Bà thì năm nay hả? Bà thì nói tiếng Hoa hả? Đúng rồi. Như là thầu xin chị bên tiền thầu xin là chị tài là cầu tắc chu lập quá chui nhìn sắp nghe lọc phù hầm một trong xa kỷ niệm dầu kịp quán lọc thấy cung cánh nghìn xa bạn nghìn cấm nghìn lục bạc xuôi con nghe thì nghe thôi mà không hiểu gì nhá, để cho các cô chú ấy nghe vì có cô là cô vợ chú ấy, là cô là cũng là người Hoa. Đó, cô tên là cô Nhung ấy. Còn chú thì là người Việt thì chú không biết có biết tiếng Hoa không, nhưng mà cô là gốc Hoa nên cô biết tiếng Hoa. Thì ý con nói thế để là người Hoa. Nói một vài câu đấy để cho cô nghe, để khi trình bày cả hai ba thứ tiếng cho cô biết luôn. Vâng. Thế bà biết bà giới thiệu là ngày xưa là bà quê gốc ở đâu mà sao bà lên Sài Gòn?
Hồi Trúc hả? Hồi Xín à? Hồi Trúc thì ở Phù Hầm một đó. Thì người ta làm mai thì quý số thành phố. À, ngày, nhưng mà ngày xưa ở đâu? Hả? Ngày Thầu Xín là chị Đà Lạt. Ngày xưa quê bà ở đâu? Hồi Trúc hả? Hồi Trúc ở quê thì tài là cầu tắc đó. Đà Lạt, làm, Đà Lạt làm su su, làm nghề, làm trà đó. Cũng là... Ngày xưa đi hái chè, hái trà. Hái trà. Vâng, xong rồi... Bây giờ thì sống Phù Hầm một ổ á. Xong rồi làm nào mà gặp gặp ba của em Quang mà lại cưới? À, người ta làm mai á. Người ta làm mai. Làm mai thì cưới xuống thành phố. Lại cưới. Năm nay thì 38 năm. 38 năm. Dạ. Thế ngày xưa là bà ở Trung Quốc hay bà ở Việt Nam? Một chút hả, bà ở Trung Quốc cũng một tuổi à, qua Việt Nam à? 10 tuổi là qua Việt Nam. Không phải, một tuổi anh. Một tuổi là qua Việt Nam. Qua Việt Nam. Thế thế bố, thế giống như bố mẹ của bà bây giờ còn sống không? Bà mẹ cha với bà nghĩ mẹ chết rồi. Dạ. Mẹ thì chết mười mấy năm rồi, bà mới cũng 12 năm á, cũng mười mấy năm. Mà ông bà là mất ở bên Trung Quốc hay mất ở Việt Nam? Ở đây Việt Nam. À, ông bà sang Việt Nam luôn, dạ. Đưa bà sang. Dạ. Bên bà có anh chị em gì không? Đông lắm, chị em đông lắm. Đông lắm? Dạ. Đông là bao nhiêu người hả bà? À, tại vì bà thì 10 chị em á. 10 chị em? Dạ. Ờ. Bà là thứ mấy? Thứ tư. Thứ tư? Dạ. Ờ, vậy còn 6 người nữa cơ. Cũng nhiều quá à. Ở quê à, làm cái gì á, làm tiêu cũng làm cà phê á, chị em ở. À, ngày xưa là sang là làm Đà Lạt. Dạ. Thế ở đây thì ông bà có mấy người con? À. Ở đây này bà có mấy người con? Ở đây hả? Bà. Có nhiều thì năm đứa con. Năm con trai hết? Năm con trai. Vâng. Còn hai đứa thì bố hai đứa. Hai đứa sao bà? Hai đứa đi nhổ thì cổ có rồi còn hai đứa đi bụi là không có ở đây. Dạ. Còn ba người con trai ở đây. Còn năm. Dạ, năm với hai thì là bảy. À. Con trai á. Ờ. Như vậy là bây giờ còn mấy người còn sống? Năm. Dạ, còn năm anh em. Dạ. À. Mà có hai người bị hỏng. Dạ. Rồi còn nước ốc thì xanh nhà. À. Dạ, xanh nhà ba em đỡ đẻ luôn, cắt dây rốn đâu luôn. À. Cắt nhà luôn. Vâng. Thế bây giờ bà có làm nghề gì để sống không? Hả? Bây giờ bà làm gì để sống không? Bà hả? Bà bây giờ thì nấu cơm ở nhà. Nấu cơm nhà. Chăm sóc hai đứa cháu đi học. À, chăm sóc con thôi, các cháu gọi là các con nuôi. Dạ. Và cũng bà có lương gì không? Bà có được tiền lương của nhà nước không? Không có, chưa có. Không có. À, vì ngày xưa bà có đi làm đâu mà, đúng không? Phải làm nhà nước mới được chứ. Dạ, không làm. Hồi xưa không làm cái gì, cũng làm bán sẵn thôi. Vâng. Bán sẵn chứ người ta ăn. Dạ. Thôi. Thế ông nhà mình là ông mất sao mất rồi bà? Ông hả? Ông nó bị bệnh đó. Dạ. Bệnh thì nửa năm rồi. Bệnh nửa năm rồi. Bây giờ thì bệnh thì tháng mấy, hai tháng thì qua rồi. Dạ. Còn nhật tôi tiền đó, người ta nhật á, đây 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 bị té tập trung cái đầu á, vâng, bị bệnh tới bây giờ thì tháng mấy á, tháng mấy thì qua. Vậy là bao nhiêu lâu nữa thì ở đây mình, chú chào con, bao nhiêu lâu nữa thì đây gọi là cái bàn thờ hay là cái gì ấy bà? Dạ, cái này gọi là cái nhà tạm, nhà ngói, nhà tạm, nhà ngói. Người Hoa nói là nền thần. Lừng thần. Lừng thần. Lừng thần. Lừng thần thì cái này mình để bao lâu thì mình dẹp cái này hay để mãi? Tới mùng 9 như là mới là... Ba chất phải không? Tám chất thôi. Bữa là... Bà không biết đâu. Tới là sám chất. Là mùng 9 như... Nhà mùng 9 dưới sắp tới là anh. Không làm nhà, là cái nhà ngói tháng 11 á. Là nhà ngói chuyển qua nhà giấy. Đây đang là... Cái này là nhà ngói. Đây là nhà ngói. Ờ, nhà giấy là sao? Nhà chuyển qua cái nhà giấy. Chuyển qua cái nhà giấy rồi đốt nhà ngói. À, đốt cái nhà này đi. Có một thầy là tụng kinh và gõ mõ rồi thậm chú sen nhiều hóa rồi mới đốt cái nhà ngói này rồi chuyển qua nhà giấy, nhà giấy xong rồi 100 ngày sau là mới được phát tâm. À, là tất cả mọi người trong nhà. Mọi người trong nhà rồi 100 ngày sau xong rồi một năm sau ngay nhà ngay cái ngày ba mức á gọi là một năm sau á rồi mới đốt nhà giấy. Ừ. Mới đốt nhà giấy. Ok.
Đây thì hôm nay cô chú Tâm Nhôm còn gửi cho Quang mấy cái áo này nữa này. Dạ. Thì mấy cái áo thì cứ ngày xưa thấy bảo cứ đi mua cái áo gì người ta mặc rồi thì đây cô chú mua áo mới cho em luôn. Dạ. Thì thôi đây anh lấy thử để cho em mặc thử nhé. Dạ. Bây giờ lấy thử hai cái, một cái ngắn tay, cái dài tay. Dạ. Bây giờ mà em mặc thử đi. Này bây giờ mặc thử cái này trước đi. Tháo áo. Cởi áo đó ra. Mà áo là cứ mặc đi nhá, không có được để đến Tết mới mặc đâu. Bây giờ đây là cho quà cô chú, cho quà Noel đấy, mặc luôn. Mặc đi bán vé số cho hên. Dạ, con cảm ơn cô chú. Cảm ơn cô Tâm và cô chú rất nhiều. Và em cảm ơn anh Tuấn Dương không làm cầu nói mà đem quà cô chú lại cho con. Chú Tâm với cô Nhung. Cảm ơn chú Tâm cô Nhung. Mặc thử đi em, mặc thử xem vừa không, mai mốt có những cô bác khác sẽ giúp mình. Thấy áo của em size lớn quá, vừa không? Chắc vừa đấy, anh thấy em mặc vừa quá. Đấy là dài tay thì buổi tối đi mặc mặc báo bán vé số cho nó ấm, đúng không? Buổi tối cái mặc đó bỏ ra cũng được. Vậy là ổn không? Thử giơ tay lên xuống xem là vừa đúng không? Dài tốt. Cái này vải tốt đấy. Cô chú rất nhiều. Cái này rồi, cái đó thôi từ từ đây đây, rồi cởi áo đó ra mặc thử áo khác nữa. Nó có đây, chắc mặc cái 2XL này nữa này. Đây, đây mặc thử cái này ngắn tay cũng có luôn. Thì giờ cứ bỏ ra mặc nhá, đừng có để dành. Mình mặc áo mới nó mới hên. Để nếu để dành, dành một cái Tết mặc thôi, còn lại phải bỏ ra để mặc. Đấy, cô chú mua áo size lớn luôn, mua áo xịn cho mặc ra để còn đi chơi chứ. Áo bự vừa em anh, vừa rộng mà nhảy tốt. Đây còn nữa nha, rồi thì còn nữa nhưng mà thôi thử sau như vậy là vừa đúng không? Đây còn mấy cái nữa thì đó, có cả dài tay ngắn tay. Đó thì em cứ mấy cái áo quần nữa thì cứ mặc đi, hôm tới bảo nếu mà ấy bảo bà xã mua cho mua cho anh mấy cái quần nữa cho nó tương xứng chứ, áo mặc cái áo đẹp mà cái quần không đẹp thì đâu có đẹp trai đúng không? Anh còn mấy cái quần kia nữa, với lại mấy cái này á anh đi bán số anh dễ. Thì mua thêm nữa, em mua cái mới. Cái quần này em mới mua hình như có 10.000, 15.000 cái. Không mua rẻ đấy. Anh đi chợ Bình Trị cũ hình như 50 cái 4.000, 4 cái 50.000 á. Em mua chừng chục cái. Thì đó thì cứ để thay dần. Đấy, áo mới thì cứ mặc vô nhé. Áo có đứng để dành, để có cô chú nào cho thì anh lại mang tới cho. Vậy là em cứ mặc là 2XL, 2XL là em mặc thoải mái. Cảm ơn cô chú rất nhiều và cảm ơn Tuấn Dương. Thì hôm nay nay đi bán vé số thì bán hết chưa? Dạ hết rồi anh. Anh mới về tới 5 phút rồi. Nay là bán, nay bán được nhiêu giờ? Dạ, nay bán chừng 300. 300. Tại vì tối mưa lớn anh, mưa lớn rồi cho nên em về sớm. Mưa lớn, gió lớn quá rồi em về, em để mai sáng bán tiếp. Sáng em dậy là 7 giờ, sáng mấy giờ. Cái ghế ấy kia đâu rồi, mang đi thử anh coi xem nào. Rồi em lấy cho anh Quang anh đi thử thế nào. Rồi cứ để đó đi. Đây bà ơi, bà bỏ cái áo vào cho em nữa, đây còn trong này còn nữa, bà cất vô trong nữa. Lần này có chuyển biến gì nhiều không? Thấy chân tay sao? Dạ, chân tay đồ hôm bữa là do vai em mất rồi em không có tập luyện rồi trời lạnh nó còn nó lại bị co lại.
Mà cô, mọi người bảo là bé em phải đi sao đấy để mà hàng ngày đấy để mà là cứ tập thường xuyên cho nó thử đứng dậy nào, tự đứng được không? Nhưng mà bây giờ đi thì thấy sao? Nó không có được tự tin. Không tự tin là sao? Là nó đau chân hay là nó sao hay là? Không, cái máu nó không thông á anh. À. Máu không thông, cái thứ nhất, cái thứ hai là cái cơ nó rút rút. Cơ nó vẫn bị rút đấy. Em cứ đi vài bước nữa xem nào. Là dần dần cái mũi nó té. Té? Được té không? Em không biết tự tin luôn. Kệ nó chứ, té thì có đỡ được không? Té thì mình có tự đỡ được không? Mình cứ đứng thẳng đấy làm sao mà sợ té? Cảm thấy cái đầu gối nó cũng như cái giật. Muốn giật á? Ừ thôi em ngồi xuống đi. Đau quá không? Có đau quá không? Thôi ngồi xuống, em ngồi xuống đợi đi. Nhưng mà em phải tập, anh nghĩ là đau cũng phải tập. Mình đau mình tập thì nó mới mau đi được. Rồi em ngồi đi. Do là tối em bán xuống, gió nó lạnh nhỏ anh. Mà em cũng đỡ nhiều lắm anh. Nhưng mà cái này phải tập nhiều. Thì một ba em mất thì em để tan là cũng gần tầng. Nghỉ mấy ngày gần tầng. Rồi bà kết dùm con xe đi được rồi. Nhưng mà em phải tập em đi. Tôi thấy em ít tập cái là nó lại cứng cái cơ lại. Ừ. Em cái xe của em á, em định lên cái dàn hết á. Nhưng mà em thấy thân em nặng quá. Nó cứ bể ruột hoài. Họ kêu là mấy cô chú kêu là đừng ăn đồ xào dầu mỡ nhiều. Sáng em ăn nhẹ thôi anh, em ăn ổ mì hay là em ăn 10.000 cháo lòng á. Giờ em đi bán số. Rồi em bán lại giờ em mua thì mới giờ tới. Ừ. Rồi lắc em ăn chừng ít thôi. Giờ em đi bán đi. Khuya em mới về. Đến 10 giờ tối em mới về. Thì lúc 10 giờ. Rồi em về tắm rửa em mới ăn. Hay là do em ăn tối quá. Ăn khuya quá là nó mập đấy. Đừng ăn khuya quá. Bây giờ tối nếu mà theo anh là đi về thì em ăn buổi chiều trước, xong rồi tối lúc về là chỉ uống sữa hoặc ăn gì nhẹ thôi, đừng ăn nhiều. Ăn nhiều rồi tối mình ngủ nó mập. Với nhiều cô chú bảo là đừng có ăn đồ chiên xào mà dầu mỡ nhiều nó mập nữa. Cố gắng giảm ký đi cho nó người nó khỏe mạnh. Em không có ăn mỡ dầu mỡ, ăn cá như là rau, canh đồ. Còn bên kia thì nhà thì phòng bên kia sửa xong chưa? Dạ, giờ ngưng lại hết rồi anh. Ngưng là? Dạ, qua 100 ngày. Qua 100 ngày mới sửa được. Còn hôm trước là em mới sửa mái tôn thôi đúng không? Dạ, trước em mới sửa mái tôn mà chưa xong anh. Còn cái vàng, mấy cái cánh gà đưa ra giữ cái mái tôn lại nè. Còn cái lầu nó mục hết nè, cái lầu mới tôn. Bây giờ tình hình của em vậy thì ổn chưa? Thấy ổn chưa? Em á, nói chung là cũng đỡ rồi. Tự tin để coi như là tự tin để lo cuộc sống chưa? Dạ, tự tin nè. À. Nhưng mà kết hợp em mà đi được nữa là đi được là do em có đi được hay không là do em quyết định. Do cái thân em nặng quá. À, không sao đâu, hôm vì anh thấy còn có những người chân họ không có, họ phải dùng cái tay họ chống để họ đi này. Nên mình phải cố gắng. Bây giờ mình đã có nghị lực rồi nha, nghị lực của mình phải lớn hơn nữa. À, chứ còn việc đi được hay không là ví dụ giúp em về mặt công việc hay là tiền bạc thì nó chỉ nó dễ hơn. Còn mà cái nghị lực của em thì do bản thân em quyết định có đi được hay không chứ còn
đâu có ai tập thể dục thay mình được đâu. Thầy thì cũng chỉ chốc lát thôi, thầy cũng không có thể là lúc nào cũng giúp mình được, thì tự mình tập thôi. Thì thôi đấy, hôm nay anh tới để trao quà cho em với bà. Thì, giờ anh xin phép đi về, con chào bà nhé, để con đi về nhé. Đến nhà em chào bà, cảm ơn cô chú. Thì cô chú cũng mới gửi anh, mới gửi anh qua thôi mà sợ đợt tới bận nên là đi qua gửi cho em, gửi bà để bà có tiền bà xài Tết nhá. Quang thì có đồ mặc Tết nhá. Vâng, rồi con chào cả nhà nhá. Vâng ạ. Đây là gia đình em Quang nhá. Nào cả nhà cười tươi nào. 2 3 nào. Cái số của em Quang này các bạn. Đây là họ ghi là tai nạn là mùng 6 tháng 10 đúng không? Tên là mùng 6 tháng 10. Cái này cô làm cho này các bạn này. Ở đây cái xe bây giờ em mới chế ra cái này để vé số lên trên để kẹp nó lại. Ở trên này thì làm các cái máy che. Máy che có đèn nhé. Đây có các cái đèn để bật lên nè các bạn. Bắt đèn này. Vậy là mưa này có hắt không? Vẫn hắt chứ đúng không? Mưa hai bên ướt thì phải mang áo mưa đi theo. Còn lúc lúc đi là mang theo thêm cả cái này đi để sơ cua. Cả cái ruột nữa. Buộc cái dây này đâu chắc đâu. Không buộc thêm nữa rồi người ta lấy trộm mất. Đi này ai người ta nghịch lấy trộm mất. Về sau cái này người ta làm bằng cái alu ấy Quang, nó mỏng ấy. Ở trên này này, cái miếng alu ấy. Nếu mà cái này mai mốt hỏng ấy. Em định là sau này em làm mà cho nó nhẹ bớt.